Chào các em. Hôm nay anh sẽ cùng chị Toka hay là em gấu nhá. Anh sẽ cùng em gấu này nấu các món ăn rất là ngon luôn. Ai. Rồi, chúng ta cùng vào tủ lạnh xem các đồ vật nhá các em ơi. Wow. Xem có cái gì nào. Hôm nay anh sẽ làm món chỉ ăn đùi gà thôi. Ăn tất cả đùi gà luôn. Con gà đang cay đây. Ôi, rất nhiều đùi gà này. Đấy. Chúng ta cùng cho đùi gà này ra đĩa này. Đây. Tiếp tục. Đấy, mang tiếp đùi gà ra. Một mình ăn 10 cái đùi gà luôn. Mười chiếc đùi gà, ngon. Chúng ta cùng đi rán thôi. Hai này, ba này, bốn chiếc đùi gà này. Ta cho một ít xì dầu vào đây, tẩm gia vị này, em ơi. Vắt một ít chanh vào. Rồi. Cho một ít chút hạt tiêu ở đây. Rồi. Cho ra đĩa. Đấy. Chúng ta cùng đổi. Tại hôm nay có rất nhiều gà. Rồi. Vẫn còn một chiếc nữa này. Ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Xeo. Nhiều đuôi gà quá. Anh có 10 cái đuôi gà mà mất luôn ba cái đuôi gà rồi đấy em ơi. Ăn đi. Hay chưa này. Chỉ ăn mỗi đuôi gà thôi. Hay. Hay quá. Ăn đến bội thịt luôn này các em ơi. Ăn này. Tiếp tục này. Xong. Tuyệt vời chưa các em ơi. Rồi. Anh sẽ cho em gấu ăn nốt một ba quả dâu để tráng miệng nhá. Cho nốt ba quả dâu thôi. Rồi. Ngon. Ngon. Tuyệt vời quá các em ơi. Rồi, video của anh hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào các em.